Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Thế Thực Chiến, nơi chia sẻ video hay và chất lượng. Hôm nay em xin chia sẻ anh chị trận cờ hay. Trận chung kết giữa Thân Bằng và Triệu Kim Thành diễn ra trưa nay 28 tháng 2, 2023. Mời bạn xem trận đầu tiên, Hồng Chí cầm đỏ đi tiên gặp Tạ Tĩnh cầm đen thủ hậu. Mời bạn thưởng thức.将军。将军。
将军。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 Trên đây thì Tạ Tĩnh buông cờ nhận thua, mời bạn xem trận chung kết. Thăng Bằng cầm đỏ đi tiên, gặp Diệu Kim Thành cầm đen thủ hậu, mời bạn thưởng thức.
军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。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 Chơi đến đây thì Triệu Kim Thành buông cờ nhận thua. Xin chúc mừng Triệu Kim Thành đã đoạt hạng 3. Và chúc mừng Thăng Bằng đã vào trận chung kết toàn giải với Dương Thiên Nhất. Video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.